Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Khủng long trong thời đại của chúng đã phát triển và đa dạng hóa cực kỳ mạnh mẽ với đủ các loại hình thái, lấp đầy phần lớn các ngách sinh thái trên cạn. Tuy nhiên, một trong những kiểu ngoại hình phổ biến nhất, đặc trưng nhất của khủng long chính là những con khủng long cổ dài. Dù to lớn hay nhỏ bé thì những con khủng long này cũng có cái cổ chiếm một phần khá lớn chiều dài của cơ thể, dễ dàng khiến chúng ta liên tưởng đến những con hầu cầu cổ ngày nay. Chúng thậm chí còn phát triển đến cực hạn của những cái cổ này khi đạt đến chiều dài gấp rưỡi những cỗ xe buýt mà bạn vẫn thấy trên đường phố. Vậy thì trong số những khủng long cổ dài, đâu là giống loài sở hữu cái cổ dài nhất? Cụ thể là dài bao nhiêu? Và một cái cổ như vậy hữu ích như thế nào trong đời sống thực tế của chúng? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Vào năm 1952, trong lúc thi công một con đường cao tốc từ tỉnh Tứ Xuyên thì các công nhân đã phát hiện những hóa thạch khủng long rời rạc và quá trình đào mới thô sơ đã khiến cho một số bị hư hại. Dù vậy thì khi các nhà khoa học đến nơi, họ vẫn thu thập được một số lượng lớn xương, bao gồm 14 đốt sống cổ, 5 đốt sống lưng, 30 đốt sống đuôi, các mảnh xương sườn, xương đùi, xương chày, xương mép, xương bàn chân, xương ngón chân và một số xương lẻ tẻ khác. Chỉ có xương sọ, xương chi trước và đại trậu không được tìm thấy. Người phụ trách nghiên cứu và mô tả mẫu vật này chính là Dương Trung Kiện, nhà cổ sinh vật học tiên phong của Trung Quốc, cũng được gọi là cha đẻ của ngành cổ sinh vật học động vật có xương sống của Trung Quốc. Trước đó thì ông từng mô tả và định danh cho một số chi khủng long được phát hiện sớm từ Trung Quốc, chẳng hạn như Lufengosaurus vào năm 1940, Yunnanosaurus vào năm 1942. Lần này thì phải mất đến 2 năm sau khi phát hiện hóa thạch, Dương Trung Kiện mới hoàn thành nghiên cứu và mô tả mẫu vật. Ông xác định đây chính là một loài khủng long hoàn toàn mới của Trung Quốc và ông quyết định đặt tên cho nó là Thần Lằn Mã Minh Khê, tức Mã Minh Chisaurus, trong đó Mã Minh Khê dịch ra là suối ngựa hí, dựa theo địa danh nơi phát hiện hóa thạch. Tuy nhiên do phát âm của Dương Trung Kiện không rõ ràng nên các đồng nghiệp của ông đã nghe nhầm Mã Minh Khê thành Mã Môn Khê, chuyển từ Latin thành Mã Minh Chisaurus. Ngoài ra thì ông đặt tên loài là Constructus, có nghĩa là xây dựng, đề cập tới việc con khủng long này được khám phá trong quá trình xây dựng đường cao tốc. Do đó, chúng ta có danh pháp hai phần đầy đủ của con khủng long là Mammichisaurus constructus. Đến năm 1958, Dương Trung Kiện tiếp tục khám phá thêm hóa thạch của khủng long chân thần lằn tại tỉnh Cam Túc và do nhận thấy giữa những hóa thạch này và mẫu định danh của Mammichisaurus constructus có nhiều nét tương đồng, ông đã gán hầu hết chúng làm các mẫu vật của danh pháp Mammichisaurus constructus. Năm 1972, Dương Trung Kiện cùng một người đồng nghiệp tên là Triệu Hy Tấn cùng nhau mô tả loại thứ hai thuộc chi Mammichisaurus, đó là Mammichisaurus holchonensis, với hóa thạch được tìm thấy tại làng Hà Xuyên ở phía bắc Trùng Khánh. Tên loài cũng là chuyển từ Latin của địa danh Hà Xuyên. Vốn dĩ bộ xương này đã được khám phá từ cuối thập niên 1950, nhưng giai đoạn đó thì Dương Trung Kiện không thể tiến hành được công việc nghiên cứu của mình khi cách mạng văn hóa bùng nổ và diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc. Vì thế, phải đến năm 1972 thì việc nghiên cứu, mô tả và định danh Mammichisaurus holchonensis mới thực sự hoàn thành. Và vào thời điểm nó được mô tả thì Mammichisaurus holchonensis chính là khủng long chân thần lằn lớn nhất của Trung Quốc. Đến tháng 8 năm 1987, một chiếc xương sườn cổ khủng long hóa thạch nhô ra khỏi vách đá được đoàn thám hiểm thuộc dự án khủng long Trung Quốc Canada phát hiện tại bồn địa chuẩn Cát Nhĩ thuộc khu tự trị Tân Cương. Công tác khai quật sau đó dù gặp nhiều trở ngại nhưng cuối cùng thì cũng thu thập được nhiều phần xương sọ, một số đốt sống cổ và một xương sườn cổ bên trái còn tương đối nguyên vẹn. Quá trình nghiên cứu và mô tả hoàn thành vào năm 1993 đã xác định đây là một loài hoàn toàn mới trong chi Mammichisaurus và họ quyết định đặt cho nó tên loài là Sino-Canadorum, ghép giữa tên Latin của hai nước Trung Quốc và Canada. Từ đó thì cho đến cuối thập niên 1990 đã có thêm 3 loài khác thuộc chi Mammichisaurus được mô tả và định danh, bao gồm Mammichisaurus Yangi với tên loài dùng để vinh danh Dương Trung Kiện, còn lại là Mammichisaurus Anuensis, Mammichisaurus Jingyanensis với tên loài đặt theo nơi khám phá hóa thạch cùng các huyện An Nhạc và tỉnh Nghiên ở Tứ Xuyên. Như vậy thì tổng cộng đã có 6 loài trong chi Mammichisaurus được xác định. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu mới nhất, một số nhà nghiên cứu cho rằng 6 loài này có thể không hoàn toàn thuộc về một chi duy nhất. Chất lượng của các mẫu vật không đủ tốt khiến cho việc định nghĩa chi này và từng loài trong chi không được chắc chắn và đôi khi Mammichisaurus được xét đến như một danh pháp thùng rác. Nghĩa là những mẫu vật mà các nhà cổ sinh vật học chưa thể xác định rõ phân loại của chúng thì sẽ đều tống hết vào danh pháp thùng rác này. Hiện nay thì trong các phân tích mới, các nhà nghiên cứu xem các loài trong chi Mammichisaurus như những chi khác biệt chứ không phải là một chi duy nhất
và rất có thể là trong tương lai, họ sẽ đặt ra những danh pháp mới để sắp xếp lại sự lộn xộn này. Trước đó thì vào năm 1972, Dương Trung Kiệt và Triệu Hy Tấn đã thành lập họ khủng long Memechisauridae để nhóm các loài trong chi Memechisaurus và một số chi có liên quan lại với nhau. Dựa trên nghiên cứu của các nhà khoa học, chúng ta biết rằng Memechisaurus hay rộng hơn là họ Memechisauridae là những con khủng long chân thân lằn, có cái cổ rất dài, thậm chí là dài hơn đáng kể về mặt tỷ lệ so với những con sauropod cổ dài khác. Chiều dài cổ của khủng long trong họ này có thể chiếm tới một nửa chiều dài cơ thể hoặc hơn. Thoạt nhìn các bản phục dựng bộ xương của khủng long thuộc họ Memechisauridae, chúng ta có thể cảm nhận rằng cái cổ dài đến độ mất cân đối so với cơ thể. Liệu chúng có thể dài đến mức nào và chúng tồn tại ra sao với cái cổ như vậy? Chúng ta hãy chọn một trường hợp tiêu biểu nhất để xem xét. Đó là Memechisaurus sinocanadorum, loài được cho là lớn nhất trong chi Memechisaurus. Như đã đề cập, hóa thạch của loài khủng long này được tìm thấy vào tháng 8 năm 1987 tại Tân Cương ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đó không phải là một bộ xương hoàn chỉnh mà chỉ có những xương rời rạc, bao gồm xương ở phần trước cổ, xương sườn và một vài mảnh xương sọ, trong đó có một mảnh xương hàm dưới. Việc không có được bộ xương hoàn chỉnh khiến các nhà cổ sinh vật học gặp khó trong việc hình dung kích thước tổng thể của con khủng long. Đến năm 2013, các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đã hoàn thành mô tả và định danh một loài mới thuộc họ Memechisauridae, đó là Xinjiang Titan Sassanensis. Phân tích phát sinh loài năm 2023 cho thấy Xinjiang Titan có thể có quan hệ rất gần với Memechisaurus sinocanadorum và chúng có thể là hai danh pháp chị em với nhau. Và do Xinjiang Titan có cái cổ rất hoàn chỉnh, các đốt sống cổ gần như nguyên vẹn và không bị thiếu cái đốt sống nào trong số 18 cái, nên các nhà khoa học đã quyết định dựa vào cái cổ này để phục dựng cái cổ của Memechisaurus sinocanadorum. Trong khi cái cổ của Xinjiang Titan có thể dài đến 14,9m, thì cái cổ của Memechisaurus sinocanadorum ước tính cao nhất có thể dài đến 15,1m, gấp rưỡi một con xe buýt Thaco đang chạy trên đường phố Việt Nam. Trước đó thì dựa trên Memechisaurus holochronensis, con số ước tính chiều dài cổ của Memechisaurus sinocanadorum chỉ dài khoảng 12m. Nếu con số ước tính 15,1m là chính xác, thì Memechisaurus sinocanadorum hoàn toàn có thể giữ ngôi vị khủng long có cổ dài nhất từ trước đến giờ. Đồng thời, nó cũng là loài lớn nhất trong chi Memechisaurus với chiều dài ước tính lên đến 35m và cân nặng có thể lên đến vài chục tấn. Cái cổ khổng lồ này liệu có khả thi hay không? Để sở hữu một cái cổ khổng lồ như vậy, Memechisaurus cũng như các sauropod khác phải có những đặc điểm thích nghi để khiến nó trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Xương cổ của chúng đã tiến hóa để chứa nhiều khoang rỗng được bố trí hợp lý, giúp giảm nhẹ tối đa trọng lượng mà không ảnh hưởng quá lớn đến sự chắc chắn. Các nhà khoa học ước tính, một đốt sống cổ của Memechisaurus sinocanadorum phải có từ 69 đến 77% là không khí nếu loại bỏ hết phần tủy, còn lại là xương. Vì thế dù rất to lớn và có cấu trúc chắc chắn, nhưng chúng rất nhẹ so với kích thước. Dẫu vậy thì đó vẫn là một cái cổ khổng lồ và nhất định phải được hỗ trợ vào những cơ cổ rất khỏe mới có thể nâng được lên. Theo các nhà cổ sinh vật học, cái cổ dài của các loài khủng long sauropod là một phần trong chiến lược tự dưỡng của chúng. Nhờ cái cổ dài này mà chúng có thể tiêu thụ một lượng lớn thức ăn tại một nơi mà chỉ cần đứng yên, không phải tốn quá nhiều năng lượng cho việc di chuyển. Ngoài ra, đó cũng có thể là một đặc điểm chọn lọc về mặt tính dục. Chỉ những con khủng long mạnh mẽ nhất, chắc chắn nhất, đủ khả năng nâng những cái cổ này lên thật cao để gây ấn tượng với khủng long cái thì mới được quyền giao phối. Tất nhiên, đó vẫn mới chỉ là những giả thuyết và cần có thêm bằng chứng để chứng minh. Và vì sao khủng long sauropod ở Trung Quốc lại có cái cổ dài với tỷ lệ bất thường so với thân vẫn là một câu hỏi mà các nhà cổ sinh vật học cần phải tìm hiểu thêm. Theo các nghiên cứu cổ địa chất, Trung Quốc vào thời kỳ kỷ Jura là một khu vực tương đối tách mạch, do đó có thể các loài khủng long ở nước này, trong đó có khủng long sauropod, đã tiến hóa theo hướng hơi dị một chút so với phần còn lại của thế giới. Và từ đó thì chúng ta có những loài khủng long có cổ siêu dài như Memechisaurus sinocanadorum. Theo dữ liệu hóa thạch, các loài trong họ Memechisauridae bắt đầu xuất hiện vào cuối thế Jura sớm, phát triển cực thịnh vào các thế Jura giữa và Jura muộn trước khi tuyệt chủng vào cuối thế phân trắng sớm, gần như trùng hợp với sự trỗi dậy và chiếm ưu thế của các loài khủng long hộ pháp Titanosauria. Điều đó cho thấy dù rất thành công với cái cổ của mình trong một thời gian rất dài, lên đến 70 triệu năm, các loài Memechisauridae khi đã không còn phù hợp nữa cũng sẽ dần dần biến mất. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.